không quảng bá rầm rộ, Blackpink vẫn có kỷ lục vượt qua cả Jungkook BTS, với sản phẩm mới đánh dấu 2 năm trở lại, Blackpink không quảng bá rầm rộ, họ chỉ tập trung cho tour diễn thế giới, tuy nhiên, thành tích mới nhất của bốn cô gái lại vượt cả em út của BTS. Có thể nói năm 2022 là một năm khá thành công của Blackpink. Dù rằng, họ cũng gây không ít tranh cãi với màn trở lại này. Tuy nhiên không thể phủ nhận được sức hút đáng ngưỡng mộ của bốn cô gái nhà YG với album Bon Pink phát hành cách đây không bao lâu. Blackpink không quảng bá rầm rộ, bởi thời điểm đó, bốn cô gái đang tập trung cho tour diễn thế giới. Tuy nhiên, thành tích từ các ca khúc này cứ liên tục được Blackpink bỏ túi. Cụ thể, bản hit Pink Venom của Blackpink vừa vượt mốc 300 triệu lượt stream phát trực tuyến trên Spotify. Trở thành bài hát nhanh nhất của một nhóm nhạc nữ vượt qua cột mốc này trong lịch sử nền tảng. Điều này cũng đồng nghĩa, Pink Venom còn trở thành ca khúc nhanh nhất của một nghệ sĩ Hàn Quốc vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên Spotify trong năm nay. Thành tích này của Blackpink còn giúp họ vượt qua Left and Right của Charlie Puth và Jungkook BTS. Pink Venom đạt được cột mốc này chỉ sau 93 ngày, trong khi Left and Right mất 104 ngày. Hiện tại, Blackpink vẫn đang bận rộn cho tour diễn thế giới. Trước đó, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, chỉ trong một đêm diễn, họ đã mang về số tiền hơn 3 triệu đô la Mỹ, giúp Blackpink vượt qua hàng loạt những nhóm nhạc. Đối thủ mạnh khác để nắm giữ kỷ lục đáng gờm này, bên cạnh cắt C, Blackpink còn lập thêm hàng loạt những kỷ lục mới, Cụ thể, Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên mang về hai chiếc cúp từ giải MTV Europe Music Awards với giải màn trình diễn xuất sắc nhất cho The Virtual và giải cá nhân cho Lisa là nghệ sĩ K-pop xuất sắc cho La Lisa. Lisa cũng là nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải nghệ sĩ K-pop xuất sắc tại MTV EMA.